Vâng, mới đầu thì tôi cũng không nghĩ rằng chiếc Audi A4 chủ nhân sự của nó lại đẹp như thế này các bạn ạ. Thực sự là không thể tưởng tượng được đâu. Và đặc biệt là giá tiền của nó là cực kỳ hợp lý, chỉ trên 400 thôi. Nhưng chúng ta đã đi một chiếc Audi vô cùng giá trị và xa xỉ và đắt đỏ. Các bác có thể thấy cái phần đèn của nó thế hệ mới thì đây. Vâng. Cái này thì đi buổi tối thì nó quá rực rỡ này. Cái đèn của nó là cực kỳ cao cấp các bác này. Nguyên zin nguyên bản nhé. Đó, đẹp lắm ạ. Và một mẫu Audi A4 quá đẹp luôn, động cơ 2.0 rất tiết kiệm nhiên liệu và mạnh mẽ. Những thương hiệu của Đức thì các bác có thể thấy rằng nó là thương hiệu cái này 1.8 ạ. Thực sự là những cái thương hiệu đến từ Đức thì luôn luôn là những cái dòng xe mang tính chất là xe châu Âu, nó đạt tiêu chuẩn toàn cầu, nó cực kỳ là cao cấp. Cái này thì chủ nhân cũng vừa thay một dàn lốp mới. Và khi tôi nhận chiếc xe này thì tôi cũng khá là bất ngờ. Bất ngờ vì cái sự yêu xe của chủ nhân các bác ạ. Ở trong nội thất phải nói là thơm như trong khách sạn 5 sao mà xe đã trang bị cam 360 nhé. Một dàn lốp mới này, xe màu trắng và cái form dáng thế hệ mới thì nó khá là đẹp. Khá là đẹp. Đấy. Các bác có thể thấy cái đèn này, qua thời gian này, cái đèn này nó trong veo luôn. Đấy. Trong veo luôn, giải đèn LED định vị ban ngày, đèn bi nhé. Đó, nó nói lên giá trị chất lượng của chiếc xe. Và tôi rất thích cái mặt Audi. Nhìn nó sang các bác ạ. Nhìn nó sang, nó lì lợm và nó có một cái điều gì đó nó rất là quý phái. Thì đó là Audi. Đấy, cái mặt ga lăng, lưới tản nhiệt đúng không ạ. Trang bị đèn bi gầm cũng là đèn bi luôn. Nhưng phải nói là con này là con rất xuất sắc này. Đấy, mua những cái xe như thế này, chủ nhân giữ như thế này thì yêu luôn các bác ạ. Đèn này, bi gầm này. Đấy. Gần như cái xe này tôi chưa tìm ra một cái điểm chê trên một chiếc Audi A4. Rất là hiếm. Tôi đã từng mua những cái xe Audi A4 nhưng mà cùng đời thì phải nói là con này nó rất là hiếm. Về chủ nhân nha, phải nói là rất dữ. Thì các bác có thể thấy những cái đường liền lạc, những đường gần dập nổi, nó thẳng băng nhé. Đấy, cái liền lạc của chiếc xe nó nói lên cái chất lượng của chiếc xe. Đây ạ. Con này thì chủ nhân lại lên full gần 100 triệu. Về lên gần 100 triệu tiền đồ. Vậy thì xe được trang bị như thế nào thì xin mời các bác có thể bước vào khoang nội thất của chiếc xe nhé. Đó. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đi vào khoang động cơ phần gầm nhé. Thì ở đây thì bản tam đồ tam ly thì nó được trang bị rất là cao cấp. Ngoài cái vỏ là hợp kim thì đây nó là nhựa mềm. Nó rất là bền các bác ạ. Và nó cách âm chống ồn tốt hơn. Nhưng mà chỉ thường là trên những dòng xe đắt tiền thì được trang bị những vật liệu như thế này thôi ạ. Bác có thể thấy nhá, nó rất là bền, tuổi thọ cao. Đấy, và đây cam 360 và âm thanh nhạc các kiểu và đại điệu hay lắm. Hai ghế đều được chỉnh điện bằng ghế da zin nguyên bản. Và các bác nhìn cho em, một chiếc xe mà giữ được ghế zin nguyên bản mà đẹp như thế này thì nó nói luôn đây là một chiếc xe chất lượng đúng không ạ. Đó, chúng ta phải xem đi chi tiết nhé. Đó, các vật liệu không bao giờ han rỉ và không bao giờ xuống cấp, thì đó là thương hiệu xe của châu Âu. Đây các bác này, thương hiệu Âu. Đấy. Mà chúng ta hãy bước vào đây, đèn của nó là trang bị đèn auto rồi nhé. Đây, đèn auto này. Đây các bác nhé. Đấy, rất nhiều thứ này. Và chúng ta xem này, đây cái màn hình giải trí rất là to. Đây, hộp số này thế hệ mới nhé, thế hệ cũ nó là hộp số tròn. Đây, thế hệ hộp số mới này. Có phanh tay điện tử này, cân bằng điện tử này, rất nhiều. Điều hòa auto hai vùng độc lập này, đầu đĩa CD này. Và cái đầu này thì đây là cái giải trí, nó giải trí rất là nhiều này. Đấy, các bác này, được chưa? Nhiều lắm ạ. Đây, rất nhiều nhá, rất nhiều cái giải trí. Và đây là đang nghe nhạc nhá. Chúng ta có thể đưa lên được. Hoặc là ví dụ xe này là trang bị là cam 360 này. Đấy, cái cốp sau người ta mở lên, anh em mở lên rồi thì nó trọng lên trời, nhưng nó lét lắm các bạn ạ, lét lắm. Đó, đó là điều tuyệt vời. Nhưng đặc biệt cái cổ số thế hệ này tôi thích này. Đấy, và gương chống chói chỉnh điện này. Cái đèn trần cũng rất là xịn sò này. Các bác nhìn cho em này. Đấy. Đây, các bác nhìn là yêu chưa? Đấy, chủ nhân chỉ cần để một cái tấm bảo vệ bản táp lô thôi. Nhưng nó cực kỳ đáng yêu, chú mèo. Tôi rất là thích, tôi cũng tuổi mão đây các bạn ạ. Nhân duyên. Đó, thử cái thảm này, xịn chưa? Nước hoa này. Trang bị khắp nơi các bác ạ, nước hoa này. Đây cũng để nước hoa chiếc cửa gió điều hòa này. Thì thấy là những người yêu xe nó cỡ nào rồi. Nhưng con này tắm lô của nó còn như mới tinh luôn. Đây, như mới tinh luôn này. Đấy, người ta bảo vệ như này là rất tốt nhé. Để che lắng hát từ kính xuống này.
Đây, ghế này, tam lô tam ly này, ghế này. Đấy, chuẩn đẹp chưa? Con này có cả cam hành trình các thứ đầy đủ hết rồi nhé. Cam 360, cam hành trình. Đó, đây là cửa gió điều hòa cực kỳ là đẹp, thanh bạc chrome này. Đấy. Và cái những cái mặt đồng hồ này, cảnh báo áp suất lốp và mọi cái này rất nét luôn. Rất nét các bác ạ. Đó. Nhiều lắm. Nói chung con xe này thì đúng là hết lực chấm rồi. Bằng tí tiền các bạn ạ, nhưng mà đi những dòng xe này thì nó quá ok về chất lượng, về đảm bảo độ an toàn của cả trong mồm, chạy thì sướng, thì không thể chê được. Ai mà chê xe Đức thì nghe hơi ngáo. Vâng, ngáo các bác ạ. Và được cái bảo dưỡng bảo trì thì ngày xưa nó hơi khó khăn một chút, nhưng bây giờ nó rất là dễ dàng. Bởi đồ đạc nó nhiều và tất cả những người thợ bình thường đều bảo dưỡng bảo trì được, không cần phải cho vào hãng nữa. Thì đó là cái lợi thế để chơi những dòng xe Đức đến thời điểm bây giờ. Và cái giá thành nó cực kỳ là hợp lý. Đấy, cực kỳ hợp lý. Và cửa gió điều hòa phía sau nhé. Cái này thì trang bị hai màn hình này. Cái này thì chắc tôi phải đưa xuống. Đấy, hai màn hình này. Hai màn hình phía sau nhé. Đấy. Và tâm lô tâm ni thì các bác nhìn cho em này. Về cái độ mới này. Bên phụ nhé. Đấy, và âm thanh hay lắm. Đèn trần này. Đấy, rất nhiều thứ. Và rất nhiều thứ được trang bị trên chiếc xe này. Và cái giá trị của nó thì thực sự là giá trị thời gian. Thế tại sao mà tôi muốn nói là cái thời gian bao nhiêu năm mà nó cứ như mới như này? Đấy. Thì đó là cái vật liệu. Và đó là vật liệu tiền nào của ấy các bác ạ. Đấy. Chúng ta phải hiểu được cái giá trị của nó. Đó là cái mà các bác nên cần hiểu. Cốp tưởng không rộng như rộng không tưởng. Đây các bác này. Rộng không tưởng luôn nhé. Đấy. Những cái lỉ của nó rất xịn sò. Đấy. Đặc biệt cái lỉ bên trong cũng rất xịn sò. Dưới này nốt dự phòng nguyên tem hết. Và đặc biệt là cái vật liệu của xe thì các bác nhìn cái hợp kim của nó không bao giờ han gì như tôn sắt thép dòng xe thông thường tem này. Nó cứ như mới thôi. Nhiều người cũng khá là bất ngờ và tại sao nó mới như vậy. Thì cũng xin thưa anh chị là nó là vật liệu cao cấp nhé. Rồi, xe thì bao cam kết cho các bác là xe không đâm xô, không thủy khí ngập nước. Máy số là nguyên bản. Đấy, nguyên bản cho các bác. Đấy. Và đây cái đèn thì đây. Các bác nhìn cho em. Chất lượng cao. Bô con này thì chủ nhân cũng lên thêm một cái chế độ bô thể thao rồi. Đấy, cái này là bộ kép này. Nếu các bác bật chế độ thể thao thì nó gầm gừ như một chiếc xe đua luôn. Nhưng đây là tôi đã chuyển sang một chế độ vận hành bình thường rồi thì nó êm, gần như không nghe một tiếng động gì cả. Đó, các bác có thể chiếm được chiếc xe này. Và rất đáng đồng tiền bát gạo các bác ạ. Để sở hữu nó, thay vì chúng ta mua một chiếc Morning hoặc một chiếc i10 thì có thể đây là những cái sự trải nghiệm rất là tuyệt vời. Và các bác cũng rất là đáng chơi. Đấy, đáng chơi này. Ghế điện nha các bác này, hai ghế điện nhé. Đấy, tam lô tam ni thì tôi quay rồi, tôi quay lại cho các bác này. Cái độ mới chiếc xe. Đấy. Có văn bản cam kết nhé. Ba tiêu chí không đâm xô, không thủy khí ngập nước, máy số không bị bổ, không bị ra. Được chưa? Đấy, sai thì các bác trả xe em. Đó, được chưa? Đấy, và động cơ thì đây, tôi thì cũng cứ đang để lỗ máy cho các bác nghe thẩm cái tiếng máy nhá, để nó êm cỡ nào. Này, máy đang nổ nhá. Đây, bật cái lắp lại lên. Đấy, chúng ta soi này, được con ốc cam cỏ rất ok luôn này. Các bác nhìn này. Đó. Đấy, đây nha. Thực sự một từ là rất mới luôn. Đấy, rất mới các bác này. Đấy, để các bác thấy chi tiết của xe nhé. Đó, được chưa? Rất ok nhé. Đấy, máy này. Nhìn cái vật liệu của nó, thực sự nó rất là khôn, từ cái nhựa, từ những cái đường ống, nó rất chắc chắn các bác ạ. Thì đó là giá trị của những xe nhiều tiền. Đây, những giá trị của những xe nhiều tiền và nó được khẳng định đây và những đường keo này, những cái tem, cái mác, những cái mã. Đấy, nó tuyệt vời như vậy đó. Đó, cam 360, một dàn lốp mới, xe vừa được bảo dưỡng, bảo trì tất tần tật từ A đến Z, nguyên zin, nguyên bản. Được sản xuất cuối 2012. Form mới. Con này mà 2016 là giống nhau các bác nhé. Đấy, cùng một form, cùng một thế hệ. Nó khác đời thôi ạ. Nó khác đời thôi. Đấy, rất đáng chơi các bác ạ. Đấy, với giá là 460 triệu. Cho các bác giá chuẩn luôn nhé. Nét căng luôn là 460. Rất đáng chơi. Đấy. Các bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em nhé. Hoặc đến với xem đam mê. Có địa chỉ tại phố Hồng Quang, đường An Định, thành phố Hải Dương, cạnh quốc lộ 5 và cách đèn xanh đèn đỏ 559 khoảng 700-800 mét thôi các bác nhé.
Vâng, thank you các bác. Và cảm ơn các bác rất nhiều. Đừng quên thả tim, thả like và đăng ký kênh để ủng hộ xe và đam mê cũng như Phúc Video. Và cảm ơn các bác, thank you các bác. Và xin mời các bác đi phần gầm nhá, để kiểm chứng chất lượng chiếc xe. Xin mời các bác. Đây, cái phần gầm của chiếc xe để các bác yên tâm sở hữu nó, hiểu được hết giá trị và chất lượng của chiếc xe nhé. Xe châu Âu giá trị cao thì cái vật liệu nó cao cấp, cũng phải là cao cấp các bác nhìn nhé. Nó trắng sáng, đây là hợp kim thì nó không han không gì, nó giảm trọng lượng nhưng tăng độ cứng nhé. Đây là các bạn này. Đấy, các bạn có thể thấy nhé, chuẩn nhé. Cái này thì tôi đã tháo cái tấm bảo vệ gầm ra này, cái tấm bảo vệ gầm kia nhé. Đấy, tháo ra để quay cho các bác. Tất cả là zin nguyên bản hết này, máy móc này. Đấy, máy móc nhá. Đây này. Đấy, chân máy này, vấn đề này, toàn hợp kim thôi. Và đây này, những cái bộ máy số của nó nguyên zin nguyên bản, có mã bám đất cát một chút thôi. Nhưng mà nguyên bản hết nhé các bác nhé. To đùng. Và đó, đây này. Treo này, thậm chí những cái tem còn các bác ạ. Những cái tem nó còn nhé. Đấy, những cái tấm phủ gầm hay bảo vệ gầm nhựa mà nó phẳng căng như thế này thì không biết chạm, yên tâm không bao giờ chạm gầm các bác nhé. Em vừa rửa nước lã đi cho nó sạch đất cát rồi quay các bác nó rõ. Bô của nó cũng thép không dỉ nhá. Thép không dỉ nhá. Đấy, hệ thống treo càng của nó khủng khiếp luôn, những càng rất to luôn. Nên đi nó êm và chắc chắn. Đấy, nó tạo lên một cái bộ khung xương cực kỳ chắc chắn. Đi thì nó mới êm được. Đây, bồ này, đầu xa xi kìa cả. Chuẩn nhá, không sợ bị đâm va. Những cụ lốp này không có dấu hiệu của bẹp méo, va quẹt gì cả. Đấy, chuẩn nó phải như vậy. Đấy, bán xe, mua xe thì chúng ta xuống tiền thì cũng yên tâm được. Đấy, yên tâm được 9 phần rồi các bác ạ. Nên các bác mua xe bên em đều có văn bản cam kết. Nó là những cái lý do vậy, quay rất là kỹ, không phải chỗ nào người ta cũng sẵn sàng quay gầm cho các bác như thế này đâu. Đấy, bởi gầm nó tiếp xúc mặt đường hàng ngày, nó là cái kết cấu toàn bộ của xe, nên các bác đã xem được phần gầm thì lại quá yên tâm rồi. Đấy, thank you tất cả mọi người và cảm ơn các bác rất nhiều ạ.